Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi con người đều mang trong mình một số phận khác nhau. Giàu có, nghèo có, chúng ta không nên oán trách số phận bắt buộc chúng ta phải như vậy. Nếu như bạn đang còn nghèo thì việc của bạn không phải là than vãn, mà hãy nỗ lực phấn đấu hết mình để có được kết quả như ý muốn. Tuổi Tân Dậu là một trong những tuổi điển hình về sự nỗ lực này. Trong tháng cô hồn đầy âm binh giã quỷ, đầy lụy đổi đường, mà những người tuổi Tân Dậu lại vượt lên khó khăn, bứt phá được những thành công lớn lao trong cuộc sống. Ai cũng bảo họ sướng, được lộc trời cho, đụng vào đâu cũng ra tiền. Nhưng ít người biết rằng cơ giác tuổi Tân Dậu đã có được một sự ưu ái đặc biệt trong tháng cô hồn. Chính bởi lẽ đó mà họ trở thành những người may mắn nhất, được mọi người nể phục. Trong mắt mọi người, tuổi Tân Dậu như biểu tượng của cán cân công lý. Bởi tuổi Tân Dậu luôn luôn tìm kiếm sự hòa hợp, công bằng dù trong công việc hay đời sống hàng ngày. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của gia chủ tuổi Tân Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa, làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Những người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến mệnh chủ khá tỉnh táo. Mệnh chủ là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Mệnh chủ là người coi trọng hạnh phúc trong gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến mệnh chủ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp mệnh chủ vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà gia chủ tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021 cho các gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tháng này sẽ có những may mắn trên các phương diện, công việc ổn định, tài chính dồi dào, gia đình hòa thuận, vui vẻ. Những người Tân Dậu còn độc thân có thể có vận may về tình duyên trong tháng này. Việc cần làm là phải biết cách nắm bắt cơ hội. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng chú ý xây dựng thói sinh hoạt lành mạnh, tích cực vận động, thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Tân âm kim gặp bính dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 7 âm lịch, tử vi nhắc nhở gia chủ Tân Dậu cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của mệnh chủ đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Gia chủ tuổi Tân Dậu sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp. Mệnh chủ sẽ nhận được lời khen thưởng, tăng lương sẽ đạt được trong tháng này. Mệnh chủ nên thận trọng với lời nói, hành động của mình, đừng tự mãn vì thành công tạm thời.
hoặc sếp mệnh chủ có thể coi mệnh chủ là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Sự nghiệp mệnh chủ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, mệnh chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xem tử vi tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Tân Dậu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Gia chủ tuổi Tân Dậu có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, mệnh chủ giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế, nhưng sẽ mang lại cho mệnh chủ thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi mệnh chủ có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay. Mệnh chủ cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ. Chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời gian này, gia chủ tuổi Tân Dậu cần mang bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp mệnh chủ xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc, con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Tân Dậu. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, mệnh chủ có thể thu hút nhiều người khác giới, mà mệnh chủ cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp mệnh chủ, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của mệnh chủ và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của mệnh chủ. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó khiến mệnh chủ và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa kia của mình một cách khá tình cờ. Bản thân mệnh chủ chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà mệnh chủ chẳng thể chối từ. Để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Dậu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những mệnh chủ đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những người tuổi Tân Dậu có sức khỏe tốt trong tháng 7 âm lịch, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định, tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của mệnh chủ. Nhưng mệnh chủ cần phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu mệnh chủ uống, hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của mệnh chủ. Vì vậy, tốt hơn hết, mệnh chủ nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cơ thể tốt hơn. Mệnh chủ cần chú ý về bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để không nặng hơn. Các gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hòa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Sa Cát sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn về những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Tân Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân Lục hợp Tỵ, Tam hợp Tý, Thìn thành Thủy cục, Xung dần, Hình dần, Hình hợi, Hại hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, từ ngày 11 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Mão, nạp âm Tùng Bách Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 7, từ ngày 23 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Mão, nạp âm Kim Bạc Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 7, từ ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Mão, nạp âm Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Tân Dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, tức ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thìn, nạp âm Trường Lưu Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 7, tức ngày 24 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Giáp Thìn, nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 7, tức ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bính Thìn, nạp âm Sa Trung Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Sa Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.